Đây là cách nấu rượu cần đây mọi người ơi. Đây. Cách nấu rượu cần. Không phải là rượu mà là rượu cần. Đây. Đây là một cô gái, em gái nhà mình đây. Đêm Tây Nguyên em ơi mùa gió lạnh. Đây là em gái này. Em gái mình đó, nó nua lên mọi người ạ. Đây là em gái mình, em cái mưa đó mọi người ạ. Đây là nhắc nhở. Anh đứng giữa rừng cây đang say ngủ. Những vui buồn độc thoại với hư không. Nỗi cô đơn giờ đây nguyên thêm lại. Đêm trần dài trong hoàng vắng mênh mông. Nhớ về em vòng tay nhấp chén tình say cả đêm. Núi rừng nơi bước chân còn phiêu lãng. Còn Sài Gòn có nhớ Tây Nguyên. Nhớ về em vòng tay nhấp chén tình say cả đêm. Núi rừng nơi bước chân còn phiêu lãng. Hỏi Sài Gòn có nhớ Tây Nguyên. Bên này là cái bên này bạn. Là mạng bệnh. Là mạng trên điện đấy. Trên điện. Hùng chạy là tôi hoàn ấy. Cái chạy nhỏ nhỏ. Đây. Ở bên kia. Bên kia bên này. Lâu mình mới nấu. Lâu lấy cái lá. Đây là cái lá. Đêm Tây Nguyên em ơi mùa gió lạnh. Mây ngàn bay ngơ ngác phía chân trời. Không men nông mà sao anh chênh choáng. Cùng đất trời những ngả cơn say. Anh đứng giữa rừng cây đang say ngủ. Những vui buồn độc thoại với hư không. Nỗi cô đơn trời Tây Nguyên thêm lại. Đêm trật dài trong hoàng vắng mênh mông. Nhớ về em vòng tay nhấp chén tình say cả đêm. Núi rừng nơi bước chân còn phiêu lãng. Hỏi Sài Gòn có nhớ Tây Nguyên. Nhớ về em vòng tay nhấp chén tình say cả đêm. Núi rừng nơi bước chân còn phiêu lãng. Hỏi Sài Gòn có nhớ Tây Nguyên. Xong này hết cái mùa này là mình sẽ mang hồ e nhái. Núi rừng mời bước chân con phía lắm. Hỏi Sài Gòn có nhớ Tây Nguyên. Nhớ về em vòng tay nhấp chén tình say cả đêm. Núi rừng ngơi bước chân con phía lắm. Hỏi Sài Gòn có nhớ Tây Nguyên. Xong rồi bắt đầu mình bỏ làm đấy mọi người nha. Ok ạ. Rồi bỏ vào. Ok. Cái đó. Nó làm tùy những thứ nha. Đây không phải là dư đâu. Tại cho cái này là mình nấu. Trước đây là mình cũng đã nấu rồi. Cho nên là nó có một cái. Nó có cái gì đó. Cái này đâu có cần thấy đâu. Cái này là sau một thời gian trong vòng hai ngày mình mới bỏ lá xong cho nó sụp lại sụp dưới nó mềm. Xong bắt đầu mình bỏ lấy chuối, chủ yếu là lá chuối thôi, chủ yếu là lá chuối. Rồi mình đóng cho nó. Còn nhiều lắm. Bây giờ đây cái này là chắc là 5 kg thôi. Nhiều. Đêm đó. Tây Nguyên em ơi mùa gió lạnh. Mây ngàn bay ngơ ngác.